Đà Nhiêm là một xã vùng xa của huyện Lạc Dương. Nếu như những năm trước đây Đà Nhiêm còn khá khó khăn, thiếu thốn mọi mặt, thì nay một Đà Nhiêm phát triển trên nhiều mặt như hạ tầng, tư duy sản xuất hay các thiết chế xã hội ngày một nâng cao đã đem lại niềm vui cho người dân địa phương. Xã Đà Nhiêm cũng vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Lạc Dương. Những bông hoa anh đào nở sớm như đón chào một năm mới với niềm vui mới ở xã Đà Nhiêm, huyện Lạc Dương. Một Đà Nhiêm khang trang đã và đang phát triển nhộn nhịp hơn khi cái khó, cái nghèo dần lùi xa. Với nhiều nỗ lực, đến nay tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của Đà Nhiêm đã tăng trên 16% so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đáng kể xuống khoảng 6% và 100% tỷ lệ học sinh đến lớp các bậc từ mầm non đến trung cơ sở. Đó là kết quả nỗ lực đáng kể của địa phương. Xã làm tức là phấn đấu mà từ năm 2010 đến giờ là 6 năm, đáng lý là trong năm 2015 là xã chúng ta về đích, mà cho là có một số là cái chỉ tiêu, cái tiêu chí của chúng ta gọi là chưa đạt. Thì qua quá trình là chúng tôi phấn đấu trong thời gian vừa qua đến năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký quyết định xã Đà Nhiêm trở thành xã nông thôn mới. Đối với bản thân tôi rất là mừng, gọi là nông thôn mới, tất cả cái gì cũng mới, vận động bà con nhân dân phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo về quốc phòng an ninh. Đầu tháng 1 năm 2017 thì chúng tôi tổ chức đón bằng công nhân là xã nông thôn mới của xã Đà Nhiêm. So với một Đà Nhiêm còn hoang sơ và người dân sống chủ yếu dựa vào nương rẫy, thì nay người dân đã tiếp cận được với nhiều hình thức sản xuất đa dạng để phát triển kinh tế. Ngoài cây cà phê, rau hoa công nghệ cao cũng đã bắt đầu có bước phát triển lớn khi ngày càng nhiều hộ dân đầu tư hàng tỷ đồng và phát triển những mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điều kiện bây giờ nó đường xá nó tiện hơn. Bây giờ thấy họ làm phát triển nhiều chứ. Thấy giống vô trong kia đồng bào nó cũng khác hồi xưa nhiều. Tốt hơn nhiều, hơn nhiều. Để có những kết quả đó là sự nỗ lực vươn lên từng ngày của mỗi gia đình, mỗi nông dân. Tuy nhiên với chủ trương xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là việc đầu tư hệ thống hạ tầng thiết yếu, đã là động lực thúc đẩy chung cho một bộ mặt Đa Nhiêm mới và đẹp như hôm nay. Đường xá thì thấy cũng được, họ ở bên nhà nước họ đầu tư ấy. Đi đường thì họ có điều kiện họ làm cho mình có đường nhựa đi dễ dàng hơn. 10 năm trước thì đường mình đi bùn lầy lắm. Bọn con nít đi thì tuyệt đường thì mỗi đường xá thì họ làm mà cho mỗi đường có đường nhựa đi, có đường bê tông đi ấy. Từ khó khăn trong quá khứ, Đà Nhiêm đã vươn lên và thay da đổi thịt. Tuy chưa phải là tiêu biểu, song với một xã mà đa số là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống còn nhiều khó khăn, thì đây là một niềm vui không nhỏ. Cuối năm 2016, xã Đà Nhiêm đã chính thức được công nhận là xã nông thôn mới đầu tiên của huyện Lạc Dương. Bên cạnh 19 trên 19 tiêu chí đã đạt được, năm nay xã cũng đã có gần 90% hộ gia đình được công nhận là gia đình văn hóa. Điều đó cũng có nghĩa, càng ngày Đà Nhiêm càng có nhiều gia đình ấm no, hạnh phúc. Và cho Đà Nhiêm, một hy vọng mới tươi đẹp hơn trong năm mới. Với sự du nhập nghệ thuật ẩm thực độc đáo và đam mê của chàng trai trẻ chính X của Huy Hoàng, đã góp phần tô điểm cho bức tranh đầy quyến rũ của thành phố Sương Mù, góp phần đưa Đà Lạt trở thành điểm đến đầy hấp dẫn và thú vị dành cho du khách muôn phương.